Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin an ninh mạng trên truyền hình nhân dân. Thưa quý vị, camera vốn được xem là một thiết bị hỗ trợ theo dõi, giám sát an ninh an toàn. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, thiết bị ghi hình này trở thành công cụ để các đối tượng xấu lợi dụng, xâm nhập đánh cắp dữ liệu. Đây cũng là nội dung chính chúng tôi sẽ đề cập trong tiểu mục vấn đề số tuần này. Nhưng trước hết như thường lệ, mời quý vị cùng chúng tôi điểm lại những tin tức an ninh mạng đáng chú ý trong tuần vừa qua. Theo thống kê mới nhất từ Kaspersky, số vụ tấn công trực tuyến tại Việt Nam được Kaspersky phát hiện và ngăn chặn trong năm 2023 là 29,6 triệu vụ, giảm 29% so với năm trước, 41,99 triệu vụ. Tỷ lệ người dùng Việt Nam bị nhiễm các mối đe dọa từ web trong giai đoạn này được ghi nhận ở mức 34%. Số liệu của Kaspersky cho thấy Việt Nam hiện ở vị trí thứ 67 thế giới về mức độ nguy hiểm liên quan đến việc lướt web. Các vụ tấn công mạng tại Việt Nam năm 2023 giảm nhẹ so với năm trước đó với khoảng 1,67 triệu sự cố. Theo Trung tâm Giám sát An toàn Không gian mạng Việt Nam, mỗi tuần, Trung tâm ghi nhận trên 200 phản ánh trường hợp lừa đảo do người dùng Internet Việt Nam thông báo qua hệ thống cảnh báo an toàn thông tin tại địa chỉ https://cảnhbao.khonggianmang.vn. Hàng loạt website giả mạo, các sàn thương mại điện tử nổi tiếng, ngân hàng để thực hiện hành vi lừa đảo, thu thập thông tin cá nhân, chiếm đoạt tài sản. Khuyến cáo người dân cảnh giác, không truy cập vào các trang web được nêu để tránh nguy cơ bị tấn công lừa đảo. Luôn xác minh kỹ thông tin trước khi thực hiện bất kỳ giao dịch chuyển tiền hay cung cấp thông tin cá nhân nào qua mạng. Đồng thời, người dân cần nâng cao nhận thức, kiến thức về an ninh mạng và tuyên truyền cho những người xung quanh. Cục An toàn Thông tin Bộ Thông tin và Truyền thông cho hay, trong dịp Tết này, các hoạt động mê tín dị đoan bùng phát mạnh mẽ thông qua các nhóm trên mạng xã hội Facebook, Zalo, TikTok hoặc trên nhiều website. Cụ thể, đã có nhiều người đóng vai là sư thầy, thầy bói để xem xét, lan truyền các tư tưởng về mê tín dị đoan, đánh trúng tâm lý tò mò về tương lai, số mệnh của nhiều người. Mỗi hội nhóm có thể lên tới hàng trăm nghìn thành viên tham gia. Khuyến cáo, người dân không nên quá sa đà vào hình thức tâm linh trên mạng xã hội, phân biệt rõ những hành vi tâm linh biến tướng, tìm hiểu kỹ và xác minh chính xác đối tượng trước khi thực hiện bất kỳ một giao dịch nào trên mạng xã hội. Vâng, thưa quý vị, camera an ninh vốn được xem là một công cụ hữu hiệu trong việc theo dõi, quản lý nhà cửa, công ty hoặc là công cụ để giúp các cơ quan chức năng điều tra, phát hiện tội phạm. Tuy nhiên, trong vài năm trở lại đây, thiết bị ghi hình này trở thành công cụ để các hacker xâm nhập, đánh cắp dữ liệu, video đời tư ngay bên trong các hộ gia đình. Đáng chú ý, những thủ đoạn của kẻ xấu nhằm đánh cắp thông tin, hình ảnh cá nhân ngày càng tinh vi, nguy hiểm và tràn lan trên không gian mạng. 300 cho đến 500 nghìn đồng cho 6 tháng sử dụng tài khoản. Không phải là mức giá cho tài khoản để xem phim hay nghe nhạc. Đây là mức giá được các hacker đưa ra để giao bán hình ảnh riêng tư của các hộ gia đình, spa, các cơ sở kinh doanh thông qua camera an ninh. Những đoạn clip nhạy cảm, những hình ảnh sinh hoạt được giao bán một cách trắng trợn mà chủ nhà không hề hay biết. Như thế này mà bị truy cập vào rồi thì biết ông là như thế là quá xâm phạm. Mà làm gì còn riêng tư nữa, mà cũng chẳng còn cái gì nữa. Chính ra thế thì lợi không hề lắp camera an ninh. Không gì rồi, đến lúc tràn lan trên mạng, tất cả nhà nào cũng lên hết cả trên mạng. Truy cập vào ứng dụng Telegram hoặc Zalo với giá tiền trên sẽ có hàng ngàn clip nhạy cảm bị hack trộm từ camera riêng. Cá biệt, còn có những camera bị hack trực tiếp. Người mua tài khoản có thể xem 24/24 mọi sinh hoạt riêng tư của gia đình, vợ chồng. Nguy cơ bị lộ lọt hình ảnh cá nhân ra ngoài này, trước hết xuất phát từ chính những chiếc camera an ninh do chủ nhà lắp đặt, mà trong đó đa phần là do người dùng thường lựa chọn lắp đặt những loại camera trôi nổi kém chất lượng. Hack các camera cho xem miễn phí và sau thì họ thu cái tiền quảng cáo ở trên các trang đấy, thu được những cái đoạn video mang tính là nhạy cảm, mang tính riêng tư thì họ có thể bán lên các trang web đen, họ cũng được thu được một khoản lợi. Hướng đối tượng hơn là cái chuyện là họ hack được xong sau họ có thể là tống tiền. Đó chỉ là một trong nhiều hình thức thủ đoạn của các đối tượng xấu để lấy được hình ảnh cá nhân, riêng tư của người khác. Vừa qua, trên các trang mạng xã hội, xôn xao thông tin về một nhóm chat kín trên nền tảng mạng xã hội Telegram có hơn 110.000 thành viên chuyên chia sẻ, bình luận về những đoạn clip quay lén tại các nhà vệ sinh công cộng. Mánh khóe của những tên tội phạm ẩn,
đó là đặt camera quay lén trong nhà vệ sinh công cộng như trung tâm thương mại, rạp phim, cửa hàng quần áo. Bản thân em cũng cảm thấy rất là đáng sợ, cảm thấy sợ khi mà nhìn thấy các bạn gái bị quay lén và những người trên mạng mua vui về vấn đề đấy. Đến hiện giờ thì nó tạo ra cho em một cái cảm giác không dám đi vệ sinh ở nơi công cộng, không dám đi ở bên ngoài. Thực ra cái đấy thì nó rất là khó tránh bởi vì đây là bản thân mình bị động. Thật ra thì em không quá bất ngờ với những thông tin như thế bởi vì là trong cái mạng xã hội của em thì cái việc bị lộ thông tin và bị leak info cá nhân rất nhiều, nó xảy ra một cách tràn lan và kiểu mình cũng gần như là không có một cách nào để đối phó với được những cái việc đấy cả. Thường thì những cái góc máy quay của em đã được xem ở trên bài đăng thì nó sẽ thường là góc dưới thì mình có thể kiểm tra kỹ hơn một chút cái bồn cầu mình sử dụng này. Ngày 20 tháng 7 năm 2023, cơ quan cảnh sát điều tra tỉnh Phú Thọ đã phát hiện, xử lý hình sự đối tượng Nguyễn Viết Lợi sinh năm 1996 về hành vi hack camera giám sát an ninh đặt ở nơi riêng tư để giao bán trên mạng, thu lợi bất chính trên 100 triệu đồng. Cũng với thủ đoạn hack camera cá nhân để giao bán, thực hiện hành vi tống tiền, chiếm đoạt tài sản gần 1 tỷ đồng. Ngày 15 tháng 9 năm 2023, đối tượng Nguyễn Quốc Việt đã bị cơ quan cảnh sát điều tra truy tố, xử lý hình sự. Đây chỉ là hai trong số rất nhiều các đối tượng lợi dụng lỗ hổng bảo mật để xâm phạm quyền riêng tư cá nhân, thực hiện các hành vi phi pháp. Tùy vào tính chất, mức độ của hành vi vi phạm thì nó có hai cái hình thức xử lý. Thứ nhất là xử lý vi phạm hành chính. Thì đối với những cái hành vi mà chưa đủ cái cấu thành để xử lý về vi phạm hình sự thì chúng ta sẽ xem xét để xử lý về xử phạt hành chính theo cái nghị định 15 năm 2020 và trong đó cái mức xử phạt cao nhất lên tới 20 triệu đồng. Còn đối với những hành vi mà đủ cái truy cứu trách nhiệm hình sự thì tùy vào tính chất, mức độ, cơ quan tiến hành tố tụng sẽ khởi tố, truy tố và xét xử đối với hành vi này. Vâng, thưa quý vị, có thể thấy rằng những thủ đoạn, hành vi của các đối tượng xấu ngày càng tinh vi nguy hiểm, thậm chí chúng ta còn chẳng thể nào biết được liệu rằng những hình ảnh cá nhân, riêng tư của mình có bị kẻ gian xâm nhập, bị chiếm đoạt để trục lợi hay không. Vậy làm thế nào để có thể tự bảo vệ sự riêng tư an toàn của bản thân chúng ta? Một, khi bước vào bất cứ một căn phòng nào, trong nhà nghỉ, khách sạn hoặc sử dụng nhà vệ sinh công cộng, cần quan sát thật kỹ và cẩn thận xung quanh để phát hiện camera theo dõi nếu có. Đặc biệt, chú ý một số vị trí như TV, điều khiển remote, ổ điện, dưới mặt bàn hoặc ghế, cửa ra vào, các vật dụng trang trí như đồng hồ treo tường, đèn bàn, bình hoa, gấu bông hay thậm chí là trên thiết bị báo khói, lọc khí. 2. Tắt hết đèn trong phòng để phát hiện camera ẩn. Camera ẩn thường nhấp nháy đèn đỏ, xanh lá cây hoặc phát ra ánh đèn LED mờ để có thể ghi hình tốt hơn vào ban đêm hoặc trong điều kiện thiếu sáng. Hãy tận dụng nguyên lý hoạt động này của thiết bị để phát hiện camera ẩn bằng cách kéo toàn bộ rèm cửa và tắt hết đèn trong phòng. Để quan sát được bất cứ ánh đèn bất thường nào, hãy kiểm tra thật kỹ để bảo đảm sự riêng tư, an toàn cho bản thân. 3. Kiểm tra các gương trong phòng. Camera an ninh quay lén cũng có thể được cài cắm sau những tấm gương trong phòng nhà nghỉ, khách sạn, nhà vệ sinh công cộng, hết sức tinh vi. Hãy đặt ngón tay lên tấm gương và quan sát khoảng cách giữa ngón tay và gương. Nếu giữa ngón tay và hình ảnh phản chiếu trong gương có khoảng cách thì đây là gương thật. Còn khi nhận thấy ngón tay và hình ảnh phản chiếu trong gương không có khoảng cách thì tức là tấm gương này là tấm gương hai chiều, có thể đã được lắp đặt camera ẩn. 4. Sử dụng đèn flash điện thoại. Tắt đèn, kéo rèm cửa và bật đèn flash của điện thoại chiếu vào khắp nơi trong phòng, đặc biệt là những vị trí sau rèm cửa, góc khuất, lỗ nhỏ trên các đồ vật. Nếu thấy ánh sáng phản chiếu tại một vị trí nào đó, bạn cần kiểm tra ngay lập tức. 5. Dò camera ẩn qua Wi-Fi. Bật chế độ Wi-Fi trên điện thoại và kiểm tra xem có Wi-Fi nào có dãy số hoặc ký tự lạ hay không. Thông thường, một số loại camera quay lén không dây thường sử dụng mạng riêng, được đặt tên là một dãy chữ và số kỳ lạ. Nếu phát hiện, hãy liên hệ bộ phận lễ tân khách sạn, nhà nghỉ để xác định nguồn gốc của tín hiệu Wi-Fi đó. Với những phương pháp trên, hy vọng rằng quý khán giả sẽ có thể tự bảo vệ bản thân và những người xung quanh, tránh bị kẻ xấu hãm hại, trục lợi. Tới đây thì bản tin an ninh mạng tuần này cũng xin phép được khép lại. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các số tiếp theo.